Hôm nay, Nga sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày chiến thắng phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, mùng 9 tháng 5 năm 1945, mùng 9 tháng 5 năm 2019. Đây là một trong những sự kiện hàng năm quan trọng nhất ở Nga để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất lịch sử nhân loại, tri ân những người đã mang lại hòa bình cho thế giới và nhắc nhở nhân loại về tội ác của chủ nghĩa phát xít. Khoảng 12,5 triệu bông tulip sẽ khoe sắc ở thủ đô Moscow cùng hàng loạt băng rôn khẩu hiệu chào mừng. Hoạt động bắn pháo hoa truyền thống cũng sẽ được diễn ra trên đồi Poplonia, ghi lại những ký ức về những kỷ niệm không thể quên mình trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trước đó, hôm 7 tháng 5, Nga đã tiến hành lễ tổng duyệt ở Quảng trường Đỏ với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ, hàng trăm khí tài quân sự hiện đại và màn trình diễn nhãn hiệu các máy bay quân sự nổi tiếng.